Ủa mà đi ăn một mình ở Việt Nam ấy thì nó có dị quá, mọi người cứ thấy các bạn ấy cứ nhìn tới. Đi bộ lòng vòng Đà Nẵng thì tự nhiên thấy quán sushi của Nhật. Thật sự thì mình cũng tò mò xem là không biết nó có khác gì ở Nhật không. Mới bước vào quán thì wow, các bạn ơi wow. Có lẽ là bởi vì mùa du lịch và đang là buổi tối thế nên là quán nó rất là đông. Nên là mình quyết định là quay lại sau. Em chưa ăn đồ Nhật bao giờ. Mãi em có cơ hội thì đi ăn đồ Nhật đấy thì có khi là anh giới thiệu cho em một vài món đi. Anh bưng cho em một cái đĩa là để nó tổng hợp đi được không? Em ơi, ở đây tôi thấy có Bacchic, có cả whisky của Nhật nha các bạn ơi. Có cả mơ vẩy vàng các bạn ơi. Có một cái loại này mình thấy rất là lạ nhá. Đấy là rượu tươi. Đồ ăn của quán thì được trang trí rất là đẹp mắt và nói chung là giống ở trong hình các bạn ạ. Mỗi tội thì cái đĩa salad nó hơi to. Thật sự là mình không biết ăn cái gì nên là mình đã gọi một cái suất combo các bạn ạ. Trong vòng 2 tiếng thì các bạn có thể ăn thoải mái sashimi cũng như là sushi. Không chỉ có mỗi như thế thì quán nó còn có cả lẩu và nướng nữa cơ. Nhưng mà thực sự với các bạn là bởi vì mình đi một mình thôi nên là mình chỉ muốn trải nghiệm xem là cái không gian cũng như là quán thì vị nó như thế nào thôi. Chứ còn thực sự với các bạn nếu mà để nói về đẹp thì quán nào mình thấy cũng đẹp. Không phải khen đâu nhưng mà không biết là quán này có tuyển đầu bếp ở Nhật hay không, nhưng mà nắn cái cục sushi này nó rất là chắc nha. Các bạn nào ăn sushi thì các bạn sẽ biết là nắn cái cục sushi nó chắc như thế này rất là khó này. Sẽ là thử ra xem bên dưới này nó có wasabi không. Ok, không có nha. Vậy là hơi không giống nhá các bạn nhá. Nó hơi không giống ở Nhật tí. Mình vừa mới gọi bạn nhân viên lên hỏi là tại sao trong sushi lại không có wasabi ở bên dưới, thì họ có nói là bởi vì ở Việt Nam ý, mọi người ăn không quen wasabi nên là trước mắt là họ sẽ bỏ ra hết. Đó, trẻ con cũng ăn được, người lớn cũng ăn được. Thật sự là mình rất là bất ngờ vì cái vị của quán này nó khá là giống vị ở Nhật các bạn ạ. Bạn nào ăn sushi nhiều các bạn sẽ biết được là cái sushi mà ngon hay không ấy, nó có thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất đó là cá có ngon hay không, và thứ hai là cơm nêm giấm nó có đủ hay không. Đường này thì cũng có vị giống không? Nhưng mà bảo là chuẩn 100% thì nó không có đấy. Mình rất là tiếc bởi vì trong menu nó có tận hơn 60 món cơ. Nhưng mà mình thì mình không có thể nào mà thử hết được. Khúc cuối thì mình có gọi udon, tempura và một cái đĩa cá nướng lên để mình ăn thử. Udon thì mình hơi bất ngờ bởi vì là ở Việt Nam mọi người ăn udon xào như thế này. Em chê đồng hoàng các bạn nha. Quán có nói đây là tempura đúng không? Nhưng mà đối với mình thì đây không phải tempura. Đây nó chỉ là tôm, chim xù thôi. Mặc dù là họ cũng làm khá là giống. Khi mà tempura có một cái bát nước chấm vào đây. Tổng kết lại thì về cơm cuộn, sushi cũng như là các cái món cá sashimi thì khá là ngon. Vị của nó cũng phải giống tới ở bên Nhật là khoảng 80-90% rồi. Lẩu và nướng thì mình chưa có cơ hội trải nghiệm, nhưng mà mình thấy có rất là nhiều khách order cái đấy. Nhà hàng đẹp, check-in sống ảo ok. Nói chung là họ rất là đầu tư về mặt hình ảnh. Tổng thiệt hại cho toàn bộ bữa ăn của mình là 329.000. Nếu ở trong tầm mức giá đó và với mức trải nghiệm như thế này thì mình nghĩ nó là quá là ổn. Anh chị em nào ở trong Đà Nẵng đã từng ăn quán này rồi thì có thể cho mình xin ý kiến được không ạ? Chứ mình nói là ở Việt Nam mà dịch vụ như này là quá tốt rồi. Thật là cảm giác. Ở Nhật 8 năm, chồng mình ở Nhật 10 năm, siêu nghiện sushi, có từng ăn nhiều lần ở các chuỗi sushi nhưng chưa bao giờ gặp sushi có sẵn wasabi ở trong nha. Ok. Em đã từng nói rồi đó là mình không phải mình hơn nhau ở cái việc là mình ở Nhật 10 năm hay là 8 năm. Mà quan trọng nhất đó là trong 10 năm và trong 8 năm đấy chúng ta trải nghiệm được những gì, chúng ta được đi những đâu, chúng ta được ăn cái gì và chúng ta có thực sự là tìm hiểu về nó hay không. Em ở Nhật 8 năm và năm nay là năm thứ 9. Nhưng mà em nói thật luôn là em có cơ hội để em trải nghiệm được nhiều thứ hơn so với mọi người nhé. Đúng là trong nhiều chuỗi sushi thì người ta không có cho wasabi vào bởi vì là họ có rất nhiều khách hàng là trẻ con nha. Nhưng nếu như mình thường ấy, một là ăn ở các cái quán sushi mà có niên đại từ lâu ấy, tức nghĩa là quán người ta tra truyền con nối ấy. Hai là những cái loại cửa hàng sushi đắt tiền, nặng tay trước mặt, hoặc là omakase, thì em chắc chắn với mọi người luôn là có khoảng 90 đến khoảng 95% là dưới những miếng sushi như thế là sẽ có một cái chấm nhỏ wasabi nhá. Nó có sách mới có trứng ha mọi người ha. Đây là một này các bạn này, đây là một này. Đó, cái chấm trắng trắng này là wasabi nhá. Sau đó người ta sẽ nắn cơm lên trên. Đây này, wasabi đây này nhá. Đây, wasabi đây này. Ok chưa ạ? Đây, dưới những miếng sushi đều có wasabi nhá mọi người nhá. Có khả năng là wasabi nó cho vào hơi ít nên là mọi người không cảm nhận được. Và cái tiếp theo nữa là mọi người chưa đi đúng quán chẳng hạn. Nói chung ấy, kết em chỉ muốn nói với mọi người là những cái mà em đưa cho mọi người ấy là em đã tìm hiểu khá là kỹ rồi em mới nói ha. So với mặt bằng chung thì em tự nhận luôn là em là một người sống khá là trách nhiệm với những gì em nói ha. Thật là cảm giác.